Chào các bạn, mình vừa làm xong chiếc xe Future FI của một vị khách hàng ở Hội An, Đà Nẵng, gửi vào Sài Gòn qua tiệm mình làm một bộ đèn LED Future FI 2019-2020. Đó, bộ LED này rất là đẹp luôn, ở ngoài nhìn rất là sắc sảo các bạn. Rồi ok, để mình sẽ thử nhiều tính năng cho bạn xem ha. Em ơi, tắt khóa đi, tắt khóa xong mở khóa lên lại. Rồi mở khóa lại nè. Đó, mở khóa lại sẽ chạy xuống các bạn ha. Rồi, bộ LED này có tính năng là đổi màu được luôn các bạn nha. Đổi màu đi em. Đó. Ok, rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Thí dụ ngày hôm nay các bạn không thích màu này LED Audi nè các bạn. Không thích màu này nè. Mặc định của vị khách này thích thì ở dưới này là màu trắng nè các bạn ha. LED Audi mặc định ở xi nhan là màu trắng nha. Xi nhan sẽ hiện là màu đỏ các bạn ha. Đây là màu xanh dương nè ha. Rồi, ô lốc đang màu xanh dương sẽ hiện màu đỏ. Đó, chuyển màu tiếp em. Đó, ok. Tuyệt vời ha. Đây là màu xanh băng ha các bạn. Thường có những vị khách gọi là đây là màu xanh ngọc nha. Rồi, chuyển màu tiếp từ từ. Đó, đây là màu vàng. Nhìn rất là chất luôn các bạn ơi. Đây là màu vàng chùa ha các bạn. Vàng chùa. Rồi, ok. Tuyệt vời lắm các bạn. Vàng chùa thường người ta gọi vàng chanh đó. Rồi ok, chuyển màu tiếp em. Đó, đây là màu trắng nè các bạn, trắng tinh luôn các bạn ha. Rồi ok, chuyển màu tiếp em rồi. Với lại rất là nhiều màu luôn ha. Đó, màu đỏ nè các bạn, nhìn rất là chất luôn. Đôi mở nhanh nha em, mở xe nhanh kìa. Đó, nhanh sẽ chạy lên. Rồi nhấn giữ, để giữ luôn em, để giữ cho chạy luôn em. Để giữ đi, giữ luôn em, để luôn. Rồi buông ra. Đó, nhanh sẽ chạy lên các bạn. Lắp vô xe thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Rồi cho chạy luôn nữa đi em, cho chạy nữa đi em. Tuyệt vời luôn các bạn ha. Đó ha. Ok. Rồi từ từ, đổi màu tiếp em, đổi màu tiếp em. Xi nhan sẽ đổi thành màu đỏ nha các bạn. Ở dưới này là màu vàng nha. Vị khách thì muốn là xi nhan ở dưới này màu vàng nên mặc định màu vàng luôn ha. Đâu nhanh các em. Đó, nhanh nè các bạn. Đó, thấy không? Tại vô vào xe nó sẽ ấy hơn các bạn nha, tại mình đang thử bên ngoài thôi. Rồi bên đây thì cũng là xi nhan màu vàng, rồi cái nhị này sẽ lên màu đỏ. Rồi ok, em ơi mở F1 luôn, vị khách này thích F1 nha các bạn. Bô thang chớp chớp nha. Đó, nhìn cái tay mình nè, là sáng ha. Rồi ok, tuyệt vời luôn các bạn ha. Đó, rất là tuyệt vời. Rồi, đây là chuyển màu nữa em. Đó, đây màu xanh dương nè các bạn. Rồi ok, tắt khóa, mở khóa lên lại em. Rồi mở phát lại. Rồi ok, tuyệt vời quá. Rồi, cửa hàng độ đèn xe máy Sơn Anh xin cảm ơn các bạn đã xem hết video ha. Cảm ơn rất là nhiều ha. Có bạn nào làm xin liên hệ cửa hàng mình. Đây là địa chỉ và số điện thoại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Cảm ơn rất là nhiều nhé.